Nguyễn Trường, Băng Châu xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài CBN trên băng tần 14.5 đến với chương trình Nguyễn Trường Băng Châu Talk Show. Nhưng mà trước khi vào chương trình thì chị có mang theo cái thước không? Tại vì nghe nói đâu là mình phải cách xa nhau 2 mét. Theo như luật mới bây giờ là social distance. Hay là mình đề nghị với đài là mai mốt cho mình làm từ nhà đi ha. Nhưng mà có cái cách nào hôm qua điện thoại hay là Skype hay là... Skype thì mình thấy là đài Mỹ đã làm rồi đó. Viber từ ngày đi. Hôm qua tới nay là mình thấy. Nhưng mà thôi, mình vẫn còn khỏe mạnh. Năm nay Băng Châu mới có 53 tuổi à, thành ra không sao. Sức khỏe vẫn còn tràn đầy. Nếu mà trên 60 thì mình phải cẩn trọng một tí xíu. Nhưng mà dưới 60 như chị đó thì không cần phải cẩn thận quá đáng. Ngày hôm nay trở lại với chương trình Nguyễn Trường Băng Châu Talk Show thì chúng tôi cũng nhắc với quý vị là nếu quý vị có những thắc mắc hay là đóng góp cho chương trình phong phú hơn thì xin quý vị email cho chúng tôi nhé. Email NT tức là chữ Nguyễn Trường viết tắt nè, rồi BC là chị Băng Châu ha, ntbctalkshow@gmail.com. Cứ việc gửi vào, chúng tôi sẽ cố gắng mang những cái ý kiến của quý vị, những cái đóng góp hoặc là những cái thắc mắc của quý vị giải đáp cũng như là trình bày đến cùng với quý vị. Quý vị đã email những cái gì. Ngày hôm nay thì chúng tôi chắc chắn có một cái đề tài mà sẽ không hết được vào trong cái khoảng thời gian này, đó là vấn đề coronavirus mà Tổng thống Trump mấy ngày hôm nay đổi tên gọi là Chinese virus. Không giờ... là vậy, chị có thấy là cái là lạ không? Ông không gọi là Wuhan virus hay là COVID-19 mà Tổng thống Trump gọi thẳng luôn Chinese virus. Thì thôi, cái đó là phần Tổng thống muốn nói gì thì nói, nhưng mình thấy là hiện tại đó là tất cả người dân trên toàn thế giới mà riêng tại Hoa Kỳ này đó, người ta rất là hoảng loạn, rất là hốt hoảng và lo lắng, nhất là những cái tin nó cứ dồn dập mỗi một ngày nó một thay đổi. Và hiện giờ, kính thưa quý vị, như chúng ta biết á, là bây giờ là các nhà hàng đóng cửa chỉ có được quyền to go hoặc là delivery, chứ không có được vô trong nhà hàng đó ngồi ăn. Đó là mình cũng thấy tội cho nhà hàng rồi. Cà phê không được cà ngồi. Cà phê cũng không được ngồi, quán bar cũng không được. Cà phê Starbucks thì sáng nay mình thấy vẫn mở cửa nhưng mà chỉ có take out. Pick up and to go. Rồi, nghĩa là đó, những cái cuộc sống bình thường bị đảo lộn hết trơn. Còn những cái supermarket, rồi Costco, rồi Sam Club, rồi các ngôi chợ Việt Nam mình cũng thấy nó mấy ngày nay nó vắng hơn bình thường. Mình tưởng là khỏe rồi nha, hổm rài người ta chen chúc nhau. Mình vào thì những cái thứ mình cần thiết thế nó cũng còn bao nhiêu. Đó. Chị thấy em cũng bạn bè nhiều lắm, nhất là các bạn bè mà làm về ngành nail đó, thì trên Facebook cũng như là Viber này kia họ cứ kháo với nhau rằng là nghỉ 2 tuần rồi bây giờ ở nhà không biết làm gì. Tại sao là nghỉ 2 tuần? Là tại vì quận Cam, chính quyền của quận Cam đã đưa ra một cái quyết định là giữ khoảng cách cũng như là hạn chế vấn đề đi ra đường, làm những chuyện cần thiết nên làm lúc này hơn là những chuyện không cần thiết. Cho nên nhiều cơ sở cũng phải giảm bớt lại cái lượng khách. Thí dụ như nhà hàng là không có ngồi ăn ở trong đó. Nhà hàng có việc gọi điện thoại đặt cái món ăn nào đó rồi tới mang ra đi về, vậy thôi, không ngồi lại. Rồi cà phê cũng vậy nè, cà phê Starbucks, cà phê Việt Nam mình bây giờ sáng nay tôi đi một vòng thưa với quý vị, không có quán nào mà có người ngồi như là trước đây nữa, mà chỉ có đi vô trong lấy đồ ăn rồi đi ra. Các quán bar là quán rượu đó thì dĩ nhiên là đóng cửa, tại vì cái đó là những cái không cần thiết của một ngày đối với lại chính quyền. Có rất là nhiều người thắc mắc ở trên mạng nha quý vị, cái luật mà giới hạn để đi ra đường như vậy đó thì nó có nhiều cái tiếng lắm ở trong ngôn ngữ của tiếng Mỹ. Thí dụ như là lockdown, rồi shelter in place, rồi nào là curfew, đó, nhiều tiếng lắm. Thì chúng tôi sẽ cố gắng giải thích là những cái lệnh nào nó như thế nào mà tính cái vùng nào ở những cái lệnh nào. Cho nên riêng tại quận Cam, quý vị đang coi chúng tôi ở đây đó, thì không có lệnh cấm đi ra đường, không có lệnh phải đóng cửa một cái cơ sở thương mại nào, mà chỉ là hạn chế mà thôi. Cho nên nó cũng còn là rất là dễ thở. Những chỗ như là New York nè, rồi những chỗ như là San Francisco nè, là những cái lệnh đó nó hơi khó khăn hơn một tí xíu, tức là không có đi ra đường được. Cho nên chúng ta ở đây cũng còn nhẹ lắm. Thì tại mình nói tại California này thì một số thành phố đó
một cái số city gần San Francisco là coi như là bị nó gọi là curfew, tức là giới nghiêm đó. Giới nghiêm. Nó có cái khoảng giờ hoặc là không được ra ngoài đường. Đó. Đó. Nhưng mà là... chị thấy đó, tại sao mà chính phủ lại ban hành những cái luật như vậy? Tại vì qua một tuần qua quý vị thấy những con số này gia tăng khủng khiếp lắm. Thí dụ như là người nhiễm bệnh, người chết. Cho tới giờ phút này chúng tôi đang trình bày cùng với quý vị đó, thì hôm nay là ngày thứ năm đi, con số chết ở tại Hoa Kỳ đã hơn 100 rồi. Hơn 100 rồi đó. Cho nên khi mà tối hôm nay mình đi ngủ, mình thấy con số nó khác. Sáng mai mình thức dậy là con số nó đã khác rồi. Số người bị nhiễm và số người bị qua đời đó cũng rất là thay đổi. Cho nên phải có áp dụng một cái biện pháp nào đó để tránh phòng ngừa lây lan thêm ra nữa. Kính thưa quý vị, để tiếp lời Nguyễn Trường thì mới đây là CDC cho biết là hiện nay tổng cộng là những cái case mới nha, những trường hợp mới đó tại LA thôi, Los Angeles thôi, tổng cộng là 46 case, tức là ở LA thôi đó đã có 190 mấy case là tại LA thôi. Và trên nước Mỹ đó là hơn 7.000 trường hợp nhiễm bệnh. Rồi á, CDC cho biết là chỉ có 97 người chết, nhưng theo CNN thì con số nó nhiều hơn. CNN thì nói rằng là có hơn 7.500 người là bị nhiễm dương tính ở Hoa Kỳ, tức là con số nó lên chóng mặt luôn. Rồi có 124 người đã chết, đã qua đời, chứ không phải là chỉ có 90 mấy người. Vâng. Nhưng mà cái tin mà gần nhất đó là quận Riverside, là gần, rất gần mình, là có 3 người đã tử vong. Một người thì trên 70 tuổi, còn một người dưới 50 tuổi. Đó. Vâng. Cho nên vâng, tuổi nào cũng chưa biết được. Cho nên thưa với quý vị, để phòng ngừa cái vấn đề lây lan đó, thì trong vòng 2 tuần, tức là tính từ ngày hôm nay cho tới 15 ngày nữa đó, thì người ta phải dùng đủ mọi biện pháp để mà hạn chế cái vấn đề mà giao tiếp, đi ra đường gặp nhau hay là đi chợ đông người này kia đó, để mà phòng ngừa cái vấn đề lây lan thêm nữa. Trong vòng 15 ngày này, nếu mà chúng ta chấp hành tốt tất cả những cái quy định của thành phố, của liên bang, của tiểu bang, của CDC, của Bộ Y tế, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ thấy những con số nó sẽ giảm đi. Khi mà càng ngày nếu chúng ta không có đi theo cái quy định đó, thì dĩ nhiên rồi chúng ta giao tiếp gặp người này gặp người kia, đi ra đường đâu ai biết ai là người đang có bệnh, ủ bệnh trong người đâu. Tại vì sáng hôm nay đó, khi mà Tổng thống Trump họp với lại ban cố vấn của ông về vấn đề dịch bệnh tại Mỹ này đó, thì có người hỏi rằng, một phóng viên hỏi rằng là trong số những người chúng ta gặp hàng ngày thì có phải là có người đã nhiễm rồi mà chúng ta không biết hay không? Thì bác sĩ Fauci có nói rằng đúng, có những người chúng ta gặp hàng ngày mà người đó đã có cái con virus ở trong người rồi, nhưng mà chưa có phát bệnh, cho nên chúng ta cũng không biết nữa là người nào có, người nào không. Đúng như vậy, kính thưa quý vị. Cho nên bây giờ cái điều quan trọng là mình cứ nghe lời những bác sĩ. Mình thấy là các đài truyền hình Hoa Kỳ hay là Việt Nam đều có dặn dò hết. Tức là trước đây đó mình cũng rửa tay, nhưng mà rửa tay sơ sài. Bây giờ quý vị rửa tay rất là kỹ. Trước khi mình làm bất cứ một việc gì hoặc là mình đi một chỗ nào đông người, mình cứ rửa tay rất là kỹ lưỡng, mà rửa 20 giây nha, chứ không có thể nào sơ sài được. Rửa xà bông đàng hoàng thưa với quý vị. Có nhiều người nói là cái chai diệt khuẩn, nhưng mà cái chai diệt khuẩn đó mà chúng ta mua nó gọi là hand sanitizer đó, thì cái chai đó là trường hợp khẩn cấp khi chúng ta xài mà không có nước, không có xà phòng, thì chúng ta dùng cái chai đó. Nếu mà chúng ta ở những cái chỗ nào đó mà nó có xà bông nè, rồi nó có nước nè, thì chúng ta rửa tay bằng nước xà bông 20 giây đồng hồ thì nó tốt hơn là chúng ta dùng cái chai hand sanitizer đó. Hiện nay đó thì cái chai đó chắc là không còn một cái chợ nào có cái chai đó đâu, nếu quý vị đi kiếm. Có một điều là Nguyễn Trường, hôm trước Nguyễn Trường nói là đi nha sĩ, nha sĩ nói một điều mà quý vị quên. Đó là cái nước rửa miệng mouthwash á, nó cũng giúp cho nếu mà có con vi khuẩn nó vô đó mà mình xúc cái nước đó rồi mình ấy ra, thì nó cũng là một cách tẩy trùng rất là hiệu nghiệm. Đúng không? Thì có trên báo chí, trên mạng đó, thì họ cũng nhắc tới cái vấn đề đó. Tại vì cái con virus corona này đó, nó nằm ở trong cổ họng của mình. Nếu mà chúng ta không uống nước ấm có pha một chút chanh hay gừng, thì cái con này đó, nếu chúng ta để cổ họng chúng ta khô, thì nó có thể ở đó và từ đó nó đi xuống phổi chúng ta. Còn nếu mỗi sáng chúng ta đánh răng rồi dùng cái nước súc miệng của hiệu khác nhau, như là hiệu Colgate, hiệu Scope nè, hay là của Crest nè, những cái nước súc miệng đó, chúng ta súc cái cổ họng của chúng ta đó, thì cho thật kỹ, thì nhiều khi nó cũng giết được cái con vi khuẩn đó, nó không có
trôi xuống, hay là nếu chúng ta có lỡ uống cái nước đó đi nữa thì nó cũng sôi xuống bao tử, rồi cái axit ở trong bao tử nó giết cái con, nó sẽ chết, nó không có bám vào phổi chúng ta. Cho nên quý vị nhớ là nếu mà quý vị có đi chợ hay là đi bất cứ nhà thuốc Tây nào đó thì chắc chắn là quý vị cũng nên mua một cái chai nước súc miệng. Nó có nhiều hiệu lắm. Cái loại mà nó dễ uống thì nó có loại mà nó đây là no alcohol đó quý vị, nó dễ uống hơn, là cái nó dễ nó súc miệng hơn, chứ phải là uống nha, dễ súc miệng hơn là những cái loại khác mà nó có cái chất cồn ở trong đó. Cho nên cái con vi khuẩn này đó thì thưa với quý vị, nó gọi là cái gì nhỉ, corona đó. Có nhiều người nói hỏi tôi rằng là corona này nó là con đực hay con cái mà nó mà nó dữ như vậy. Thì khi mà hỏi như vậy ra chắc chắn là nhiều người sẽ thắc mắc cũng giống như tôi là ha, nó lại giống gì, đực hay cái. Nhưng mà nó mới đúng ra đó thì chắc là giống cái hơn, là tại vì nó sanh sản được chị. Con virus này nó vô trong người mà nó sanh sản ra nó làm ra nhiều hơn nữa, cho nên anh nghĩ là chắc giống cái quá. Không, mình thấy thường thường đó, cái gì mà ác dữ là đều là giống cái hết. Corona, chữ cô là chữ đầu tiên là chị thấy chưa? Cô là một cô virus rồi đó. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau một ít phút thông tin thương mại bảo trợ cho chương trình Nguyễn Trường Băng Châu Talk Show.